Chào tất cả các bạn đã đến với chương trình Tìm hiểu Học viện Si của với công ty tư vấn học hàng đầu Việt Nam, công ty Tân Đại Dương. Trong phần 18 ngày hôm nay thì Học viện Si cung cấp các khóa học về kỹ thuật âm thanh, phim hoạt hình 3D đa phương tiện và làm phim kỹ thuật số. Nó là trường cao đẳng lớn nhất trong lĩnh vực kể trên và hiện nay quy mô đồ sộ của nó là người ta phải thán phục và ngạc nhiên. Cơ sở đào tạo ở 56 thành phố tại 23 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới. Từ năm 1998, học viện này đã hợp tác với trường đại học Middlesex London của Vương quốc Anh để đào tạo hệ đại học. Thì tại sao chúng ta lại nên chọn trường Si? Si được thành lập như là một trường cao đẳng đầu tiên về âm thanh ứng dụng trên thế giới và đã trở thành một trường cao đẳng truyền thông sáng tạo lớn nhất trên thế giới. Si có một loạt các danh sách những giải thưởng ấn tượng của những cựu sinh viên. Trường thì có các chiếc trang thiết bị rất là hiện đại và chuyên nghiệp nhất hiện nay. Là đối tác độc quyền của trường đại học Middlesex về âm thanh, phim, đa phương tiện và hoạt hình. Trường có đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Sinh viên có thể theo học ở các trường cao đẳng của Si ở Anh và các nước khác. Bằng cấp của Si được quốc tế công nhận. Trường đào tạo từ các chứng chỉ lên đến chương trình cao hơn như là thạc sĩ. Thì hiện Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam với 3 văn phòng, 2 ở thành phố Hồ Chí Minh thuộc quận 1 và quận 5 và 1 văn phòng ở Nha Trang. Các bạn hãy liên lạc ngay với chúng tôi theo số điện thoại 3848 4879 hoặc 3838 2080 để các chuyên viên tư vấn của chúng tôi hỗ trợ cho bạn. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem một clip ngắn giới thiệu về trường nhé.